Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ hai, phân thân lập hội. Một, hóa thân cùng tuyến thuộc. Lúc bấy giờ phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại nơi cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai nên phân thân đó được hiệp chung cùng với các chúng sinh đã được giải thoát ra khỏi nghiệp đạo ở mười phương, chúng đều đông đến nghìn muôn ức no do tha, đồng cầm hương cầm hoa đến cúng dường Phật. Những đại chúng cùng đến với phân thân đó phải nhờ ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ ở ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn thối chuyển. Những đại chúng đó từ số kiếp lâu xa đến nay, tôi lăn mãi trong vòng sinh tử, ở trong sáu đường, chịu nhiều những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát, tất cả chúng nó đều đạt được đạo quả. Những đại chúng cùng đến chúng được đến nơi cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng phấn khởi, được chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hai, Bồ Tát an ủi vị khác. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng, xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trưởng, điều phục những chúng sanh tăng cường như thế, làm cho lòng chúng nó được điều phục, bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo thánh ác, muốn đổi nó ta cũng phân nghìn trăm ức thân tìm nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó có người thân tính sáng đẹp, nghe pháp của ta thời điển tín nhận, hoặc cũng có kẻ phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có người vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân hóa ra nhiều thân độ pháp thiên hạ chúng sanh, mỗi mỗi đều sai khác như thế, hoặc lúc nhận ra thân người nam, hoặc lúc hiện ra thân người nữ, hoặc lúc hiện ra thân trời rồng, hoặc lúc hiện ra thân quỷ thần, hoặc lúc hiện ra núi rừng sông suối ao rạch ngòi, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc lúc hiện ra thân thiên đế, hoặc lúc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc lúc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc lúc hiện ra thân quốc vương, hoặc lúc hiện ra thân tể phụ, hoặc lúc hiện ra thân cư sĩ, hoặc lúc hiện ra thân các hoàng quan thuộc, hoặc lúc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nghĩa đến hiện ra các thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng đó thôi đâu. Hiện tại ông xem ta trải bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh tăng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra còn những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp mà thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều những điều khổ sở, thời ông nghĩ nhớ đến ta ở nơi cung trời Đao Lợi này, ân cần có trước đây mà cố gắng độ sinh, làm cho tất cả chúng sanh trong cõi ta bà đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời đều được giải thoát xa khỏi hẳn các điều khổ, được gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Bây giờ phân thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi trên thế giới hiệp chung lại một hình, tôi lệ thương cảm bạch cùng Đức Phật rằng: từ thuở kiếp lâu xa đến nay, nay con nương nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất nhiều, làm cho con có được thần lực không thể nghĩ bàn và đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân thân hình này ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng ngàn xa thế giới, mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo khỏi hạn vòng sanh tử, hưởng an vui niết bàn. Những đại chúng ở nơi Phật pháp làm việc thành bằng một sợi lông, giọt nước, bằng một hạt cát, bằng một hạt bụi bụi nhỏ, cho đến bằng một mảy lông tóc, con cũng đều đổ thoát lần lần, làm cho chúng sanh được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Thế Tôn chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh tâm lo lắng. Cúi mong Đức Thế Tôn chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh tâm lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc bấy giờ ngài Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta sẽ hỗ trợ cho ông được tọa nguyện từ chỗ kết thôn xa đến nay, cường phát lời nguyện rộng lớn độ cho tất cả chúng sanh, rồi tự thân ông xin chứng đạo Bồ Đề. Ha ha ha, Bồn Sâm Mô Đi Sô ha ha.